Chào ngày mới quý vị và các bạn. Ngày chủ nhật cuối tuần, Tây Nam Bộ lại tiếp diễn mưa ở nhiều tỉnh thành, gây bất lợi cho những kế hoạch ngoài trời của quý vị. Bên cạnh đó thì những ngày mưa bão như thế này lại rất dễ gây nguy hiểm về vấn đề an toàn điện. Vì vậy mà khi thấy mây dông kéo đến thì quý vị hãy ngắt tạm thời nguồn điện của các thiết bị ngoài trời như là biển quảng cáo hay là đèn LED để tránh gió lốc làm gãy đổ gây rò rỉ điện. Bên cạnh đó thì khi thấy nguồn điện ở trong nhà của chúng ta có nguy cơ bị ngập thì quý vị hãy ngay lập tức ngắt cầu dao, cầu chì hay là áp tô mát để tránh nguồn điện bị rò rỉ ra. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần an toàn và vui vẻ.